Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả là một người bộ đội đi tập kết năm 1954 có tên là Châu Hiển Lý. Các anh đi giải phóng bị lừa đã hơn 4 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là như thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của Việt Nam so với thế giới sao vẫn cứ xa vời. Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác, giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức. 150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn, đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với bốn cuộc chiến tranh lớn, Pháp, Mỹ, Campuchia, Tàu, mà trong đó ba thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, hơn 40 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận. Và hôm nay, Việt Nam vẫn còn là một nước chậm tiếng Thảm kịch của Đảng Cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự bẻ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát về mọi mặt. Cái tính hưng hẳn của chủ nghĩa Mark Lenin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc. Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ Cộng sản, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Năm 1954, sau khi thắng Pháp, tại sao có hơn một triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn để di cư vào miền Nam. Sau năm 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của chủ nghĩa xã hội, mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp? Tại sao sau khi được giải phóng khỏi gông cùng của Mỹ Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề ngoài biển cả mênh mông? Và tại sao nhân viên trong các phái đoàn cộng sản đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị. Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì? Tại sao đàn ông của các nước tư bản châu Á có thể đến Việt Nam để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng? Tại sao Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu bị sụp đổ? Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàng và Bắc Hàng? Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường? phải đi làm công cho các nước tư bản. Tại sao các lãnh tụ Cộng sản lại gửi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch? Hỏi tức là trả lời. Người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân, từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước Cộng sản đều trở thành vô nghĩa. Sự thật đã quá hiển nhiên, nhưng đảng Cộng sản không thể công khai nhìn nhận nó. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh 4 triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được nó. Thế là sau cuộc cách mạng long trời lỡ đất, với hơn 30 năm khói lửa, máu chảy thành sông, sương cao hơn núi, Cộng sản Hà Nội lại phải đi theo những cái gì mà trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn 4 triệu mạng người, đi lòng vòng gần nửa thế kỷ, Cộng sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại. Hiện tượng mửa ra rồi nuốt lại, tức là ói ra rồi lại nuốt lại đó thưa quý vị. Hiện tượng mửa ra rồi nuốt lại này là một cái tác vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương. Cách mạng Cộng sản đã đưa ra những cái lý tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất để thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất. Nhưng thực tế, chương chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, trà đạp mang rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự giả mang quỷ quyệt, mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người. Con người có thể sống trong nghèo nàn thiếu thốn, nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lặng. Không có sự đàn áp nào giả mang hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và nhai lại suy nghĩ của kẻ khác. Nền chương chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối, những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các cái nguyên lý bảo thủ giáo điều. Công dân của nhà nước Cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng, không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Cơ chế quyền lực Cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột giả mang nhất. Vì vậy, công dân trong các hệ thống Cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành phương hướng hành động chung cho tất cả mọi người cơ chế hiện nay đang tạo kẻ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền mất của dù số tiền đó là hàng chục tỷ hàng trăm tỷ hàng ngàn tỷ cái lớn nhất bị mất đó là suy đồi đạo đức chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để mà sống Bác và Đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người Việt Nam. Vô sản lưu manh là lời của Lenin đấy thưa quý vị. Vô sản chuyên chính tức đảng viên thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường tức người dân thì trở thành lưu manh do thất nghiệp và nghèo đói. Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia, bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang với nước ngoài do nhà nước Cộng sản Việt Nam làm trung gian. Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do Cộng sản Việt Nam dây công gian dựng đã tăng thành mây khói khi giai cấp vô sản đã âm thầm lột xác, trở thành các nhà tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la. Do vậy, lý thuyết Cộng sản dần dần mất đi tính quyến rũ hoang dại, nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các đảng Cộng sản trên thế giới dần dần chết đi. Dù thu nhập bình quân đầu người GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ quốc tế, nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vũ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là mũi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền. Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa. Nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt người dân không hơn không kém đảng nói một đằng là một nẻo chẳng hạn đảng nói xây dựng xã hội không có bóc lột thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người đảng nói một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng đảng nói đảng bao gồm những người tiên phong nhất tiên tiến nhất nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam còn cố dương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào cái miếng vỏ độc vô sản chuyên chính đó là còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại. Nhân dân đang hy vọng rằng đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tày trời của mình, đảng sẽ phải thẳng thắn sám hối từ sâu thẳm, chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện chấp vá một cách trơ trẽn. Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ cái trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã hay chú công an khu vực hay bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường và kể cả các vị đại biểu của dân ở các cơ quan lập pháp vừa đá bóng vừa thổi còi mà kết luận rằng tất cả đều là lừa bịp do đó xã hội chủ nghĩa sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử việt nam con cháu chắc chút chít của chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đểu vết nhơ muôn đời của nhân loại một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng bùi minh quốc tóm tắt qua hai vần thơ quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa cả một thời đểu cán đã lên ngôi Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế này hay sao? Chẳng lẽ máu xương của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy sao? Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai, dương dương, tự đắc, trong khi cái tốt, cái thiện thì phải lẩn tránh, phải rút vào trong bóng tối, thì dân tộc đó không thể có tương lai. Một kết cục đau buồn và đổ vỡ sẽ là điều không tránh khỏi. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.